Nhà đất Gia Lai xin kính chào quý anh chị. Hôm nay nhà đất Gia Lai xin phép được giới thiệu đến quý anh chị một lô đất rộng 2,5 hecta có hồ. Lô đất nằm tại xã Ia Bang, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Lô đất cách mặt tiền quốc lộ 14 4 km. Lô đất có chiều dài mặt đường nhựa hơn 52 m. Diện tích 2,5 hecta được bao phủ bởi hơn 2.500 cây cà phê 7 năm tuổi. Lô đất có mặt giáp hồ không bao giờ hết nước. Ngoài ra, gia chủ đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động toàn bộ khu vườn. Lô đất có sẵn giếng và điện. Lô đất có nhà cấp 4 kèm công trình phụ và sân phơi. Vậy anh chị em nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp về trang fanpage và kênh YouTube của nhà đất Gia Lai hoặc số điện thoại 0868 021102 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Nhà đất Gia Lai nhận mua bán, ký gửi đất thổ cư, đất nông nghiệp, kho xưởng, hỗ trợ thủ tục pháp lý. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của nhà đất Gia Lai. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ nhà đất Gia Lai. Xin chào và hẹn gặp lại.